Sau đây là có cò nó chết, cò nó bị gì nó chết ta. Đây là mùi. Cò này hình như là chết ngày hôm qua rồi nè. Ồ, tụi con cò. Kiến bu hết con cò này luôn rồi. Cò này không bị dính bẫy hay là gì nữa nha. Tự nhiên nó chết, có thể là những con gì nó làm hại chết cò thôi. Đây là cây mây nước mọi người nhé. Đây nè. Cây mây nước. Cái bụi nó rất là to luôn. Phúc đã phát hiện có một chút xíu nước rồi mà cá này cũng sắp chết mọi người, cá nhỏ nhỏ à. Đây là ở đây có cá lớn này mà cũng chết rồi. Tại vì nước nhỏ quá, nước khô mọi người thì cá nó chết rồi. Đây có cá nhỏ nhỏ này. Giờ Phúc sẽ đây này, những cá nhỏ nhỏ này. Giờ Phúc sẽ lấy một con cá này. Đây nè. Rồi tiến hành Phúc sẽ lấy mấy con cá này về nha. Ở đây cũng có nhiều cá luôn mà. Chết hết rồi mọi người ơi. Tiếc quá chừng luôn. Đây nè. Cá chết rồi mình không thể nào ăn được. Lượng này có cá nào mà còn sống mà mình ăn được. Chết mà chết hết, chết sình nữa rồi. Phải chỉ là chết mà còn tươi thì mình ăn được nha. Đây, Phúc sẽ lượm mấy con cá vào trong này. Cá này. Ở đây có cá chết mùi. Đây nè, cá lăng này. Cá lăng nó vẫn còn sống. Tưởng đâu là cá lăng nó chết vẫn còn sống luôn. Hên quá. Đây vẫn còn sống. Sẽ dục lên trên bờ nha. Giờ Phúc sẽ tiến hành, Phúc sẽ mổ bắt con cá này nha. Nhưng mà nước này cũng hơi lớn. Ở dưới này có cá lớn to luôn rồi. Đây này, ở dưới này có cá lăng này. Chắc là mọi người không nhìn thấy đâu, tại vì tối quá.
cá chết rất là nhiều luôn. Ồ, đây là con cá lặn nè. Cá chết này lý do đó là tháng này nước khô mọi người, nên nước tháng này thì mùa nắng này nước này rất là nóng luôn, nên cá tự nhiên nó chịu hôn, khi nóng không được thì nó mới chết. Ở đây cũng có cá này nè, đây nè. Ồ, cá trắng chết mọi người. Giờ Phúc sẽ mò bắt thử ở dưới này nha. Cá này nó ở mấy ở dưới cục đá mọi người, nên mình mò cũng không biết như thế nào nha. Khu này tại cá nó ở mấy cái cục đá mọi người, thì mình mò bên này nó chạy qua bên này, mò bên này qua chạy qua bên này cực kỳ rất là khó khăn luôn. Không biết làm như thế nào luôn. Ở dưới này vẫn còn rất là nhiều cá luôn, mà cá nó ở mấy cái cục đá các bạn, với lại lá cây rất là nhiều, nên một tay thì Phúc cầm mấy quầy, một tay thì mò bằng tay trái ra rất là khó luôn. Bên kia còn có cá nữa kìa. Cá nào chưa? Ồ, đây đây đây, Phúc đã bắt được một con mọi người. Ây da, sảy nữa. Đây nè. Đây, trước khi bắt nó là mình phải bóp cái đầu cho nó chết kiểu này nha. Còn không nó lại chạy thoát liền á. Cá này nó khôn chết người. Nó ở mấy cái cục đá không à. Không phải dễ gì bắt nó. Cho đến khi nào mà nó khô ráo mọi người, thì lúc đó nó tới chết luôn à. Ôi, té xuống nước rồi. Cực kỳ rất là khó bắt luôn. Tại vì cục đá rất là nhiều luôn, nên cá nó cũng khôn lắm. Bây giờ Phúc sẽ nghỉ mò bắt cá nha. Thì mình bắt được bao nhiêu con thì mình ăn được bao nhiêu con đây. Khi nào mà nước khô ráo thì Phúc quay lại đây, Phúc sẽ bắt lại con cá này thôi. Sau một thời gian khá là dài, Phúc chỉ bắt được nhiều con này thôi. Thì hồi nãy lúc ban đầu thì Phúc bắt ở trên kia đó là cái vùng nước rất là nhỏ xíu, nên Phúc bắt được những cái con cá này. Và về dưới đây thì có một cái vùng nước rất là to, nên Phúc chỉ bắt được con cá lăng này và lại con cá này thôi. Thì Phúc sẽ tạm bắt cá lại nha. Mình sẽ đi thực hiện những công việc khác mọi người nhé.
Phúc mời tất cả mọi người cùng ăn chung với Phúc nha. Cách nướng trên lá cây như vậy đó, thì đây là những cái cách ăn của những người ngày xưa mà hay sống trong rừng mọi người nhé. Cái cách này rất đơn giản lắm, mình nướng bằng lá cây thì nó ăn rất là thơm, nó có cái mùi lá cây tươi mọi người, cực kỳ rất là thơm luôn. Thì chúng ta nướng ăn thì nướng cá hay là nướng gì thì có rất là nhiều cách để làm trong rừng nha. Mà Phúc hôm nay Phúc làm video này á là chia sẻ cho mọi người biết những cách sống ở trong rừng á, người ta có thể dùng bằng mọi cách người ta để làm ra những chế ra những đồ ăn trong rừng mọi người. Thực ra mà nói nếu mà chúng ta vào rừng á, chúng ta chịu khó để tìm những thức ăn mọi người thì không bao giờ sợ mà thiếu đồ ăn đâu, cái đó là thực tế nha. Mà rừng chỗ mà Phúc ở đây thì cách đây mười mấy ngày trước á thì nước còn rất là nhiều, mà hôm nay Phúc lại quay lại rừng này thì Phúc thấy là rừng này thì không còn nữa, nước này khô ráo hết rồi. Mà hồi nãy vùng nước mà chỗ cục đá đó thì Phúc thấy cá còn rất là nhiều luôn, mà tại vì cá đó nó khô lắm. Một mình mà Phúc vừa cầm mới quay phim vừa lại mò bắt bằng tay á thì rất là khó luôn. Cái đó mà phải chỉ là hai người á, một người quay cho mình, một người bắt cá thì cực kỳ rất là tuyệt vời luôn mọi người. Thì Phúc rất tiếc luôn, cho đó còn rất là nhiều, còn cá này, cá trắng này, cá lăng nè, còn rất là nhiều luôn, nhưng Phúc không thể nào bắt được luôn. Như vậy là clip của Phúc xin được phép tạm dừng tại đây nha. Tại vì bây giờ trời đang lên nắng rất là cao rồi. Và Phúc sẽ gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Xin chào và gặp lại những video tiếp theo.